Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong ngày hôm nay, bão số 7 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 tới 10 km. Đến 19 giờ ngày 9 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía đông của Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 160 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tới cấp 9, tức là từ 60 tới 90 km/h giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên giật từ cấp 8. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được từ 10 tới 15 km. Đến 19 giờ ngày 10 tháng 10, vị trí tâm bão ngay trên vùng biển từ Hải Phòng tới Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 tới 75 km/h giật cấp 10. Trong 48 tới 60 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong hôm nay, trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Miền Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8 tới cấp 9 giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động rất mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6 tới cấp 7 giật cấp 9. Từ chiều tối nay mạnh lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9 giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động rất mạnh. Ở khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có gió tây nam mạnh cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét, biển động. Trên đất liền, từ chiều nay đến ngày 10 tháng 10, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng ven biển từ Quảng Ninh tới Hà Tĩnh dự báo sẽ có gió mạnh cấp 6 tới cấp 7 giật cấp 9. Và với hướng di chuyển của bão, thì khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa to đến rất to. Cụ thể là từ sáng nay, hoàn lưu của nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng và gây mưa cho khu vực ven biển phía đông cũng như vùng đồng bằng Bắc Bộ. Từ chiều tối nay, mưa vừa mưa to sẽ xuất hiện ở các tỉnh phía đông và kéo dài liên tục đến hết ngày 11 tháng 10, với tổng lượng mưa ở khu vực phía đông Bắc Bộ phổ biến ước tính đạt từ 150-250mm, có nơi trên 300mm. Với các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, mưa muộn hơn bắt đầu từ ngày mai mùng 10 và kéo dài đến hết ngày 11 tháng 10, với tổng lượng mưa cũng sẽ ít hơn, phổ biến trong khoảng từ 50-100mm. Riêng tại Sơn La và Hòa Bình, lượng mưa trên 150mm. Do có mưa nên nền nhiệt tại Bắc Bộ sẽ giảm hẳn xuống mức còn từ 30-32 độ. Đối với các tỉnh miền Trung, trong đêm qua và sáng nay, mưa vẫn xuất hiện ở các tỉnh từ Quảng Trị trở vào cho đến Quảng Ngãi, với lượng mưa từ 30-60mm. Sáng ngày hôm nay, mưa ở các khu vực này sẽ giảm nhanh, nhưng mà ở khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thì lại có mưa gia tăng hơn. Dự báo đợt mưa ở 4 tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày 12 tháng 10, với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi trên 350mm. Do mưa lớn kéo dài nên trên các sông ở Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên mức báo động 2. Đỉnh lũ hạ lưu tại các sông ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1 và trên mức báo động 1. Người dân sinh sống ở các khu vực này cần hết sức đề phòng. Ở phía Nam, chiều tối qua khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên từ nay tới ngày 10 tháng 10, ở cả hai khu vực này vẫn có mưa rào và dông, với lượng mưa từ 30-50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 70mm trong vòng 24 giờ. Thời gian mưa thường tập trung vào chiều và tối. Thưa quý vị và các bạn, tối qua áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Philippines cũng đã mạnh lên thành bão với tên gọi là Cobasso. Hồi 3 giờ sáng nay, vị trí tâm bão vào khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 131,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon 950 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60-75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 72 giờ tới, bão Cobasso di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15-20 km, tiến vào khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 8 của nước ta. Sau khi vào Biển Đông, gặp không khí lạnh nên bão đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, tiếp tục mạnh thêm. Đến 3 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc,
112,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 tới 90 km/h, giật cấp 11. Bão số 8 dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ trong ngày 14 tháng 10. Ngoài ra, sau khi bão số 8 đổ bộ, thì chỉ một ngày sau, tức là ngày 15 tháng 10, trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng tiếp tục xuất hiện thêm một vùng áp thấp nữa. Trong những ngày tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng Tây, sau đó là Tây Bắc, tiếp tục mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hiện theo Trung tâm Khí tượng Hạn vừa châu Âu, áp thấp nhiệt đới này sẽ trở thành bão số 9, với tên quốc tế là Nam Theung. Vị trí đổ bộ của bão số 9 sẽ là khu vực Trung Trung Bộ trong ngày 17 tháng 10. Diễn biến của ba cơn bão này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cho các bản tin của kênh